Thực hiện đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, qua đó mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp khi tham gia thụ hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Trong quá trình thực hiện đề án 06 bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bảo đảm thực hiện đầy đủ hiệu quả 7 dịch vụ công, thủ tục hành chính liên thông, toàn ngành đã tiếp nhận và xử lý trả kết quả hơn 1,7 triệu hồ sơ qua hình thức trực tuyến, hiện có hơn 621.000 doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội, 100% cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đang chỉ đạo thực hiện các giải pháp vận động người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra trong đề án 06 của chính phủ. Tính đến nay đã có khoảng 78% số người hưởng tại khu vực đô thị nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM tăng 14% so với năm 2023, vượt 18% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định số 1813 năm 2021. Ngày 11 tháng 10 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 10 năm 2024 để cung cấp thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu tập trung vào các nội dung gồm đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, đảm bảo quốc phòng an ninh, thông tin đối ngoại, tập trung thông tin tuyên truyền các sự kiện kỷ niệm, ngày lễ lớn trọng đại của đất nước. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền công tác kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai của chính phủ, các bộ ngành, địa phương, tình đoàn kết chia sẻ khó khăn sau thiên tai của mỗi người dân, cộng đồng, doanh nghiệp. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong khuôn khổ hai dự án Cói Mì Hạnh Phúc và Thả Lưới Ước Mơ. Chương trình đã hỗ trợ 325 triệu đồng để tăng khẩu phần ăn cho hơn 900 trẻ em, trao các suất học bổng bảo trợ cho trẻ em khó khăn, trẻ em là con ngư dân mồ côi và hỗ trợ xây dựng một công trình nước sạch cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Hai dự án Gói mỉ hạnh phúc và Thả lưới ước mơ đã giúp các em nhỏ thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng trong thời gian tới. Hai dự án sẽ tiếp tục triển khai với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm với mục tiêu giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh. Qua hơn 32 năm hoạt động, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động được hơn 7.900 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 35 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.